niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát chính thức bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo chương trình buổi lễ. 1. Chương trình biểu diễn nghệ thuật của các cháu thiếu nhi. 2. Chào cờ. 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 4. Lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn tưởng niệm. 5. Phút tưởng niệm. 6. Phóng sự Sơn Mỹ hồi sinh và phát triển. 7. Công bố và trao quyết định thành lập Quỹ Hòa bình Mỹ Lai. 8. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hòa bình Mỹ Lai phát biểu. 9. Dâng hoa tượng đài Sơn Mỹ. 10. Kết thúc lễ và tham quan khu chứng tích Sơn Mỹ. Trái
hòa bình. Làm ơi theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa ơi hôm đó nên xin tiếc lời. Làm người xin một lần khi nắng xuống, anh em đứng lên khuất cao ngọn cờ. Làm người xin một lần khi nắng xuống, nhìn anh em đứng lên khuất cao ngọn cờ. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu và nhân dân đứng lên làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem with Vietnam. Tất cả chú ý. Chào cờ. Chào. Quý vị đại biểu và nhân dân an toàn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng chí, đồng bào, vào ngày này, tại nơi này, cách đây 50 năm, ngày 16 tháng 3 năm 1968, 504 thường dân vô tội, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đã vĩnh viễn lìa đời một cách bi thương và thảm khốc. Đó là nỗi đau khôn nguôi trong triệu trái tim của người yêu chuộng hòa bình khắp nơi trên thế giới. 50 năm đã trôi qua, chưa ai quên Sơn Mỹ. 100 năm sau và có thể cả ngàn năm nữa, biến cố Mỹ Lai có lẽ cũng không thể nhòa đi trong ký ức nhân loại. Và hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2018, trong giờ phút xúc động thiêng liêng này, tỉnh Quảng Ngãi lại kính cẩn nghiêng mình tổ chức lễ tưởng niệm cho 504 linh hồn thường dân Sơn Mỹ. Ladies and gentlemen, Quảng Ngãi provincial government and we all gather here today to commemorate the 504 civilian killed in the My Lai massacre 50 years ago. Tham dự lễ tưởng niệm về đại biểu trung ương, ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu ông Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phu nhân. His Excellency Mr. Trương Tấn Sang, former president of Vietnam and the lady. Ông Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng thường trực chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. His Excellency Mr. Trương Hòa Bình, Standing Deputy Prime Minister of Vietnam. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. His Excellency Mr. Nguyễn Hòa Bình, Chief Justice Supreme Court of Vietnam. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Mr. Lê Quân, Deputy Minister,
Ministry Labor Invalid and Social Affairs. Ông Ngô Tiến Long, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao. Mr. Ngô Tiến Long, Director General Department of Relation, Commendation and Diplomatic Tradition, MOFA Vietnam. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Major General Vice Commissar, Military Corps No. 5. Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Colonel Lê Anh Tuấn, Deputy Director General, Department of Mass Mobilization of the National Defense Vietnam. Về đại biểu nước ngoài, xin trân trọng kính giới thiệu ông Chira Bonivo, nguyên Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, và phu nhân Mr. Chira Bonivo, former Consul General of France to Ho Chi Minh City and the lady. Ông John McAuliffe, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải Phát triển Hoa Kỳ. Mr. John McAuliffe, representing Fund for Reconciliation and Development of the United States. Bà Susan Snell, đại diện Tổ chức Cựu Chiến binh vì Hòa bình Hoa Kỳ. Mrs. Susan Snell, representing for the Veteran for Peace, the United States of America. Ông Roy Boehm, Tổ chức Medicine Quaker Inc. Mr. Roy Boehm, representing Medicine Quaker Inc., United States of America. Về đại biểu tỉnh Quảng Ngãi, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Mr. Lê Viết Chữ, Provincial Party Secretary, Head of National Assembly Delegation, Quảng Ngãi Province. Ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mr. Trần Ngọc Căng, Provincial Party Vice Secretary, Chairman of the People Committee, Quảng Ngãi Province. Và Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mrs. Đinh Thị Hồng Minh, Standing Vice Chairwoman, the People Council, Quảng Ngãi Province. Ông Lê Quang Thích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mr. Lê Quang Thích, Chairman of the Provincial Fatherland Front. Thưa quý vị đại biểu, dự lễ tưởng niệm hôm nay còn có các ông bà đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương, các tổ chức, cá nhân, nước ngoài, các ông bà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ, các ông bà Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, đại diện các huyện, thành phố, nạn nhân sống sót và thân nhân gia đình nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ, đông đảo bà con, nhân dân, học sinh cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đến dự và đưa tin. Ladies and gentlemen, participants are also representatives from all provincial departments, agencies in the public. The event is live covered by PTQ and many other international and domestic reporters. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã gửi vòng hoa tưởng niệm. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời ông Đặng Ngọc Dũng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ lên đọc diễn văn tưởng niệm. Mr. Đặng Ngọc Dũng, Vice Chairman, Quảng Ngãi People Committee, to deliver the speech, please. Kính thưa ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và phu nhân. Kính thưa ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kính thưa ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương. Kính thưa ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quốc tế,
Kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào, hôm nay trong không khí yên bình của những ngày đầu xuân tháng 3 năm 2018, chúng ta lại về với mảnh đất Sơn Mỹ yêu thương để nghiêng mình tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại cách đây tròn 50 năm, ngày 16 tháng 3 năm 1968. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin kính chúc sức khỏe đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào về dự lễ tưởng niệm đầy ý nghĩa này. Tôi cũng xin gửi lời thăm hỏi chân thành đến với những đồng bào sống sót và thân nhân những nạn nhân Sơn Mỹ, lời thăm hỏi ân cần và thân thiết. Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí và đồng bào, cũng ngày này, tại làng quê Sơn Mỹ, đúng 10 năm về trước, ngày 16 tháng 3 năm 1968, chỉ trong một buổi sáng, 504 đồng bào Sơn Mỹ, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, đã vĩnh viễn lìa giá cõi đời một cách bi thương, thảm khốc. Từ ấy, Sơn Mỹ trở thành nỗi đau khôn nguôi của toàn thể nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên trái đất. Sơn Mỹ không chỉ là vụ việc duy nhất, nhưng là một vụ việc điển hình cho những tội ác dã man mà các thế lực hiếu chiến đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Quảng Ngãi trong thời kỳ chiến tranh, tiêu biểu cho nỗi đau thương tột cùng mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Nhìn trên bình diện rộng hơn, thì ngay từ thời ấy, báo chí quốc tế đã ví Sơn Mỹ đến Colorado, Guernica, Hiroshima, những vụ thảm sát kinh hoàng trên thế giới. Sự thật ở Sơn Mỹ, Mỹ Lai cũng đã được phanh phui và phơi bày qua các nhà báo, những cựu chiến binh như Roman Ridenhouse, Sihonet, Handicam và hàng ngàn, hàng vạn những người yêu chuộng công lý trên khắp thế giới. Trong đó, có nhiều người Mỹ bằng những cách thức khác nhau đã bày tỏ sự phẫn nộ của lương tri chân chính. Vì thế, giờ đây, vấn đề Sơn Mỹ không còn là sự tranh cãi về những gì đã diễn ra, những gì đã được phơi bày, mà là làm thế nào để bóng đen ở Sơn Mỹ, nỗi kinh hoàng ở Sơn Mỹ 50 năm trước đây, vĩnh viễn không bao giờ lặp lại ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này. Sau ngày đất nước hòa bình, người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở vòng tay bao dung tha thứ, đã chân tình đón tiếp những cựu binh Mỹ tìm về nơi đây như một chốn hành hương để họ đối diện với sự thật, họ đối diện với chính mình và tìm thấy sự thanh thản, thanh tẩy tâm hồn ở một miền đất đang hồi sinh. Khép lại quá khứ để cùng hướng tới tương lai, kết thân bè bạn với các quốc gia, các dân tộc trong cùng một khát vọng hòa bình, tiến bộ, không chỉ là chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, mà còn là lẽ sống, là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân Việt. Trong đó, có những người dân Sơn Mỹ còn mang trên da thịt mình và cả tâm hồn mình những vết thương chiến tranh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí và đồng bào, 50 năm đã trôi qua, từ sâu thẳm lòng mình, chúng ta không một phút nguôi quên những người dân bị sát hại ngày 16 tháng 3 năm 1968. Nhưng điều đáng quý, đáng trân trọng là đồng bào Sơn Mỹ và nhân dân Việt Nam đã nén nỗi đau thương tột cùng để có thể đứng vững, đóng góp xứng đáng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ một mảnh đất bị tàn phá, cày xới tơi bời trong chiến tranh, ngay sau khi được hít thở bầu không khí hòa bình, được sống trong độc lập, thống nhất, nhân dân Sơn Mỹ bắt tay hàn gắn những vết thương chiến tranh, không nghỉ ngơi, chăm chút tạo dựng lại cuộc sống trong vô vàn, gian nan, vất vả. Được sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, được sự góp sức quý báu của đồng bào cả nước, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự cần cù, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó của đồng bào nơi đây, Sơn Mỹ đã dần dần hồi sinh. Cảm thông, chia sẻ với nỗi đau thương mất mát năm xưa của từng cá nhân, từng gia đình, dòng họ, chúng ta vui mừng trước sự thay đổi của mảnh đất yêu thương, tỉnh Khê, Sơn Mỹ. Những trường học, bệnh xá, những công trình phúc lợi dân sinh được xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Sơn Mỹ ngày một cải thiện, nâng cao. Tại mảnh đất mà chúng ta đang đứng, nơi vụ thảm sát diễn ra đẫm máu năm xưa, nhà nước đã cho xây dựng khu chứng tích và tượng đài Sơn Mỹ. Các địa điểm xảy ra thảm sát, các khu mộ tập thể, các di vật còn lại của các nạn nhân cũng được xây dựng, bảo quản tốt, đáp ứng nguyện vọng của bà con Sơn Mỹ, tỉnh Khê cũng như nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Người đến viếng, thắp hương tưởng niệm nạn nhân Sơn Mỹ ngày càng nhiều, năm sau đông hơn năm trước, điều đó chứng tỏ niềm thương mến, sự cảm thông chia sẻ với Sơn Mỹ không hề phôi pha theo thời gian, năm tháng. Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí và đồng bào,
tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm yêu thương, cùng thắp nén nhang tưởng nhớ đồng bào bị thảm sát, đồng thời cũng cầu nguyện cho hòa bình và quan trọng hơn là có những hành động thiết thực để hàn gắn những vết thương chiến tranh năm xưa, xây đắp những điều tốt đẹp nhất để mọi người đều được sống trong yên vui, hòa bình và hạnh phúc. Chúng ta nguyện nỗ lực hết mình để lao động, học tập, công tác, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp. Nhân lễ tưởng niệm này, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn đối với các cấp, các ngành từ địa phương đến trung ương, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đã dành cho Sơn Mỹ tình yêu thương và sự giúp đỡ chí tình. Tôi cũng tha thiết kêu gọi đồng bào, đồng chí trong tỉnh và cả nước, kiều bào đang sống ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, trong đó có những cựu binh Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, hãy dành cho đồng bào Sơn Mỹ những tình cảm tốt đẹp, sự đồng viên giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần, góp một phần công sức vào công cuộc hồi sinh trên mặt đất từng gánh trên mình nỗi đau nhân loại. Tôi cũng xin được thay mặt đồng bào, đồng chí tỉnh nhà bày tỏ tình cảm sâu nặng đối với đồng bào tỉnh Khê Sơn Mỹ, sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng và nhân ái, kiên trung phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trở lực để xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trong tương lai gần, tỉnh Quảng Ngãi và Quỹ Hòa bình Mỹ Lai sẽ triển khai xây dựng công viên hòa bình Mỹ Lai trên mảnh đất này. Tỉnh Quảng Ngãi trân trọng cảm ơn và vui mừng đón nhận sự quan tâm, góp sức của mọi tổ chức cá nhân để xây dựng công viên hòa bình Mỹ Lai trở thành điểm đến của hòa bình và nhân ái. Kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế, toàn thể nhân dân về dự lễ tưởng niệm dồi dào sức khỏe hạnh phúc. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của những người đã khuất và cầu nguyện để không nơi nào trên trái đất này còn tái diễn những đau thương như Sơn Mỹ năm xưa. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, các đồng chí đồng bào đứng dậy trình đốn trang phục, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính mời quý vị đại biểu an toàn, xin trân trọng cảm ơn. Đã
đây những mùa hoang lạnh buốt, đây những hài nhi đòi khóc, đây những cây dừa bồng cháy, còn đây mẫu loan nhiều đò con mương gầy, đây những người con của đất, đây những bài ca đẹp nhất, đây những oan hồn gọi thương, còn ai hương khói lúc giao thừa. Thank you.
Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Anh Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Quỹ Hòa bình Mỹ Lai. Mrs. Nguyễn Thị Anh Lan, Vice Director, Department of Home Affairs, to announce the decision of People Committee Quang Anh Province on the establishment of My Lai Peace Foundation. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể quý vị, thưa sự ủy nhiệm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đây tôi xin phép được công bố quyết định về việc cấp giấy phép thành lập Quỹ Hòa bình Mỹ Lai Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi số 1944 ngày 20 tháng 10 năm 2016. Quyết định về việc cấp giấy phép thành lập Quỹ Hòa bình Mỹ Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ nghị định số 30 ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Căn cứ thông tư số 02 ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30 ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ Xã hội, Quỹ Từ thiện. Thực hiện thông báo số 226 ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập Quỹ Hòa bình Mỹ Lai. Xác đơn đề nghị của các sáng lập viên thành lập Quỹ Hòa bình Mỹ Lai vào ngày 1 tháng 10 năm 2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 1725 ngày 19 tháng 10 năm 2016 quyết định điều 1 cấp giấy phép thành lập Quỹ Hòa bình Mỹ Lai, điều 2 Quỹ Hòa bình Mỹ Lai là tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động. Điều 3, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai được phép hoạt động sau khi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận điều lệ quỹ, quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ. Quỹ hoạt động theo điều lệ của quỹ và theo quy định của pháp luật. Điều 4, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, nội vụ, tài chính, lao động thương binh và xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ và các sáng lập viên Quỹ Hòa bình Mỹ Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Trần Ngọc Cang xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời bà Trương Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hòa bình Mỹ Lai lên nhận quyết định. Trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên trao quyết định và tặng hoa. Please come Mrs. Trương Thu Thúy, President of My Lai Peace Foundation, come the floor to receive the decision. And Mr. Trần Ngọc Căng, Chairman of People Committee of Quang Ngãi Province, to deliver the decision. Đây đó, ở đây. Để lấy hình. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Ngọc Căng và bà Trương Ngọc Thủy. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời bà Trương Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hòa bình Mỹ Lai phát biểu. And now Mrs. Trương Ngọc Thủy, President of My Lai Peace Foundation, to deliver the speech, please. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo trung ương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, nguyên lãnh đạo của tỉnh, kính thưa các đồng chí sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh Quảng Ngãi, kính thưa toàn thể đồng bào, quý cô bác, anh chị em, nhân dân của xã Tịnh Khê. Quỹ Hòa bình Mỹ Lai được thành lập để làm một cái việc
là chúng tôi những cái người tự nguyện mong muốn rằng sẽ đem đến một cái niềm khao khát, một cái việc là trao gửi yêu thương và truyền cái đến mọi người một cái khát vọng, một cái yêu chuộng hòa bình trên mảnh đất chịu nhiều đau thương của Mỹ Lai cũng như là của Quảng Ngãi và nói rộng ra là của Việt Nam. Bởi vì đất nước Việt Nam là một cái đất nước mà chịu rất nhiều đau thương của chiến tranh, cho nên hơn ai hết chúng ta hiểu được giá trị của hòa bình và chúng ta mong muốn hòa bình. Và không ở đâu bằng Việt Nam, không ở đâu bằng Sơn Mỹ có được đủ điều kiện để chúng ta nói lên một cái tiếng nói khát khao hòa bình, yêu chuộng hòa bình và kêu gọi hòa bình trên toàn đất nước Việt Nam cũng như là của toàn thể nhân loại. Nguyễn Hòa Bình Mỹ Lai xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng và giao cho chúng tôi điều kiện để chúng tôi có thể làm được những cái điều mong ước không phải của riêng chúng tôi mà của rất rất nhiều cái tấm lòng mà yêu thương hòa bình và kêu gọi cái niềm chung tay góp sức cho hòa bình, cho Việt Nam và cho tất cả mọi nơi. Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai sẽ là một đơn vị gửi gắm tất cả kỳ vọng của mình để kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, chung tay góp sức để làm sao có được một Mỹ Lai an khang, thịnh vượng, thanh bình và phát triển. Một Quảng Ngãi sẽ là nơi đến, điểm đến của tất cả mọi người yêu chuộng hòa bình. Xin trân trọng cảm ơn. Madam Trương Thu Thuy, President of Mỹ Lai Peace Foundation, just delivered a speech in which she said, "The establishment of Mỹ Lai Peace Foundation is to send a message of peace and love to everyone, not only in Vietnam but throughout the world. And Mỹ Lai Peace Foundation shall do the best it can for the disprivileged, disabled people for a better life. And the foundation shall also connect the past, the present, with the future for a peaceful Mỹ Lai and for better life for the people of Quảng Ngãi as well as people of Vietnam." Xin trân trọng cảm ơn bà Trương Ngọc Thủy. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo là phần lễ dâng hoa tượng đài Sơn Mỹ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phu nhân lên dâng hoa. His Excellency Mr. Trương Tấn Sang, former President of Vietnam, and the lady now come to lay flowers. Chín tầng mây, trời cao có thâu, đất dày có hay. Những oan hồn bất tử, mẹ tôi, chị tôi, em tôi. Trân trọng cảm ơn chủ tịch nước và phu nhân. Trân trọng mời ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên dâng hoa. His Excellency Mr. Trương Hòa Bình, Standing Deputy Prime Minister of Vietnam, come to lay flowers. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao lên dâng hoa. His Excellency Mr. Nguyễn Hòa Bình, Chief Justice of the Supreme People's Court of Vietnam, to lay flowers.
hồn gọi thức. Còn ai hương khói giao tình. Ban tổ chức xin trọng kính mời đoàn đại biểu nước ngoài do ông Gerald Bonivore và phu nhân, ông John Olive, ông Chuck Seri và Susan, ông Roy Mayberg lên dâng hoa. The foreign delegations, Mr. Gerald Bonivore and the ladies, Mr. Chuck Seri, Mr. Roy Mayberg, and this is Susan. Một cái lớp trẻ em. Một người trẻ. Phải chào đón ạ.